con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ xem bộ phim hoạt hình Câu chuyện về cá chuối mẹ. Câu chuyện cá chuối mẹ kể về tình yêu bao la của bố mẹ dành cho các con vô bờ bến. Trong tất cả các loài vật thì chúng ta thấy cá mẹ có một tình yêu rất lớn đối với cá con mà cá mẹ đẻ ra. Cá mẹ sống trong một chiếc ao rất là sâu, nhưng thức ăn thì không còn con gì nữa, tôm cũng hết, bọ gậy cũng hết, cá con cũng hết. Bây giờ ta sắp mang, sắp đẻ ra các con thì lấy gì đây mà ăn? Chúng ta thấy cá sẽ đi vòng qua các bờ ao, chúng ta nhìn thấy. Cá bắt đầu bơi đi, tìm thức ăn trong ao. Trong ao toàn cỏ với rong thôi, toàn những cái lá cỏ, rồi rong rêu ở dưới ao thôi. Kiếm thức ăn ở đâu bây giờ? Cá tự hỏi, cá rất buồn. Mà bây giờ không còn thức ăn nữa, sang bờ ao bên kia thì cũng toàn là những cái cây sen, cây súng. Làm gì có cá để cho mình, cá con không còn nữa cho mình ăn. Cá loài khác cũng không có, giun cũng không có, bọ gậy cũng không có. Ôi ta phải làm sao bây giờ, hôm nay thì các con đói mất. Cá rất buồn và đi khắp bờ ao vòng quanh xem còn gì để ăn không. Cá lượn qua những gốc bụi sen bên kia mặt hồ. Lũ cá con thì rất là đói, bơi quanh cá mẹ. Mẹ ơi, con đói lắm rồi. Mẹ ơi, con đói lắm rồi. Con không có gì ăn trong bụng, con đói lắm. Các con yên tâm, mẹ sẽ nghĩ cách để mẹ kiếm thức ăn cho các con, để mẹ xem mọi chỗ có còn không. Con cứ yên tâm nhá. Cá mẹ rất là... Lúc này trên bờ thì chúng ta thấy một đàn kiến cũng đang đi tìm thức ăn. Anh kiến ơi, đợi em với. Lũ kiến săn tất cả những cái gì có thể ăn được, như xác thối, xác cá thối, gà thối, lợn thối, trâu bò thối vứt ở bờ ao cá, thì lũ kiến đều đi tìm xác để ăn. Kiến ăn bất kể những cái gì có thể ăn được, từ cơm, từ đường, từ hạt gạo vân vân. Cá đi quanh bờ cỏ bên ao. Kiến đi quanh bờ cỏ bên ao và đi tìm thức ăn cho cả đàn. Anh Kiến ơi, đợi em với, sao các anh đi nhanh thế, không đợi em để em kiếm thức ăn. Không biết hôm nay chúng ta có kiếm trác được cái gì ở bờ ao không nhỉ? Chắc là không có đâu anh ơi, đi mãi rồi toàn cỏ với đất thôi, làm gì có thức ăn đâu. Mà em đang ngửi thấy có mùi tanh tanh hay sao ấy. Mùi tanh chắc là của cá đấy. Các em cứ yên tâm theo anh đi dọc bờ ao xem sao. Ta đi vòng sang phía bờ ao bên kia rồi vòng lại một lượt cũng không muộn mà. Bởi vì chúng ta vừa ăn cơm của nhà hàng xóm vừa vứt ra đấy. Chúng ta vừa ăn bữa sáng nay rồi. Ngoài ra hôm qua thằng kia còn gặp đùi gà vứt đi nữa. Ôi dồi ôi, may mà em được đùi gà hôm qua đấy. Còn hôm nay á thì chẳng có gì mà ăn anh ạ. Em đang đói lắm đây. Bọn em cũng đang... Ở lúc này dưới bờ ao, cá mẹ đang bảo các con yên tâm, mẹ sẽ nghĩ cách xem sao. Các con cứ đợi mẹ thử nghĩ cách, mẹ xem có thể nhảy lên trên bờ kiếm trác gì trên bờ được không. Ô mẹ ơi, mẹ là cá, sao mẹ lại lên bờ đi được? Không, các con không hiểu đâu, mẹ sẽ có cách. Mẹ sẽ nhảy lên trên bờ và nằm im, đợi cho lũ kiến đến bâu vào người mẹ, rồi mẹ mới nhảy xuống ao cho các con ăn kiến chứ. À, mẹ thông minh quá, hoan hô mẹ. Hoan hô mẹ rất là thông minh. Thế là cá lượn một vòng quanh bờ ao để xem chỗ nào nhảy được lên. Cá tìm chỗ nông nhất, cạn nhất để cá có thể nhảy lên. Chúng ta thấy cá mẹ thật là dũng cảm. Và lần này cá nghĩ rằng nhảy lên bờ trên bờ xem có bị đau không. Ồ, cá nghĩ là hạ cánh được, sẽ bay từ dưới nước bay lên trên bờ để xem lũ kiến có thể đến được không. Và cá tưởng tượng ra rằng ba lần tưởng tượng như vậy đấy, và tưởng tượng lũ kiến đang bâu vào mình, cắn từng rất từng miếng da miếng thịt rất vào vảy cá. Ôi dồi ôi, sao đau quá, rớm máu mất rồi, nhưng vì các con mẹ hy sinh thân mình để cứu các con. Và cá sẽ làm chiêu trò này cho đến khi mà tưởng tượng ra cách chiêu trò để dụ hết đàn kiến nọ đến đàn kiến kia, để làm sao cho lũ con có thể vượt qua nạn đói trong mùa này, để rồi có những cá con khác sinh sôi, cá con có thể ăn như con tôm, con tép.
Ôi giời ơi, không biết nó có đau không. Mình tưởng tượng ra cảnh này thì đau đớn lắm đây, nhưng phải nằm im. Nếu mình giãy thì lũ kiến nó sẽ chạy mất. Và cá mẹ thật là thương con. Lần thứ ba là lần quyết định. Lúc này cá nghĩ sẽ gì? Sẽ nhảy xuống nước và đem theo lũ con rơi xuống. Chúng ta thấy lúc này mưa đang rơi như chút xuống, bờ ao phẳng lặng và lũ kiến đã bị rơi xuống dưới ao. Chúng ta tìm thấy nhá, cá mẹ đang tưởng tượng lần nữa xem cá kiến sẽ đi cùng với cá đi xuống ao, bởi vì kiến cắn vào vảy cá mà, cho nên nó không kịp trườn xuống, không chạy xuống được kịp và phải theo cá mẹ xuống mặt ao. Lần này lần cá tưởng tượng và làm đã làm được. Cá sẽ cho gì? Cho lũ con ăn thật ngon. Chúng ta nhìn thấy lúc này cá mẹ đã đưa cho đàn con ăn uống no nê thỏa thích. Ui rồi ôi, kiến đang rơi xuống và lũ con đang bơi lên để gì? Để ăn cá. Chúng ta thấy đàn con rất là chỉ cần đứng ăn ở bên cạnh con mẹ, rất là ngon, rất là ngon. Chúng ta thấy không? Đấy là một điều kỳ diệu mà cá mẹ dành cho các con. Chúng ta thấy qua cái bài học của phim này, các con luôn nhớ rằng tình thương của bố mẹ dành cho các con là lớn nhất. Bố mẹ hy sinh tất cả vì các con. Bộ phim này giúp các em hiểu ra rằng chúng ta phải biết trân trọng tình cảm của bố mẹ, vừa sinh ra mình, vừa thương mình. Loài cá còn làm được vậy mà.